Hello tất cả mọi người, là tiếp tục là Blackbeard Original. Và ngày hôm nay tôi lại tiếp tục ngồi đây và ngồi nói nhảm bởi vì không có gì làm, đang viết nhạc bí quá, không có gì làm, thôi ngồi nói chuyện tâm sự với mọi người một chút cho vui. Mấy ngày nay mọi người biết không, tôi bị khủng hoảng khá nhiều về mặt tin nhắn. Bởi những cái tin nhắn chẳng hạn như là anh ơi cứu, cầu cứu, có người kêu giang hồ lại kiếm thằng em tôi, tìm kiếm thằng em tôi và cầu cứu. Anh ơi, bạn của thằng em tôi đang bị giam cầm, đang xỉu, đang bỏ trốn. Trời ơi các bạn ơi, các bạn ơi, tôi nói lên một lần nữa, tôi không phải là quản lý của bất kỳ một ai. Tôi chỉ muốn vạch trần cái sự thật cho mọi người biết thôi, chứ tôi không cũng không phải là quản lý của thằng em tôi, mà tôi cũng không đang không ở chung với nó. Cho nên cái câu chuyện mà để bảo vệ, để quản lý, để kêu cứu này kia đó là ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không phải giang hồ, tôi cũng không có địa vị xã hội gì ghê gớm lắm. Nhưng mà mọi người phải hiểu là ở trên mạng các bạn có thể đọc được rất là nhiều dư luận, có thể nói là em tôi chết, bạn của em tôi lên đường ọc máu gì đó. Nhưng mà các bạn phải biết đây là mạng ảo, thông tin chưa chắc là chính xác. Bởi vì mọi người quá phụ thuộc vào nó quá nhiều. Mặc dù tôi biết là những sự quan tâm nó đều xuất phát từ trong tấm lòng của các bạn thôi, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải xem xét thiệt là kỹ, chúng ta phải nhận định mọi thứ thiệt là kỹ, thì chúng ta hãy bắt đầu tin vào nó, hãy bắt đầu nghe theo nó và cầu cứu người này, cầu cứu người kia. Trong khi cái sự quan tâm của các bạn, tôi nghĩ là nên quan tâm cho gia đình mình nhiều hơn, quan tâm cho bản thân mình nhiều hơn, thay vì phải là quan tâm cho một idol của mình. Bây giờ người đó có nổi tiếng, người đó có phục vụ các bạn về mặt âm nhạc, nhưng mà sau này các bạn học không lo học, cứ lo quan tâm tới idol, thì sau này các bạn ra đời, các bạn idol các bạn có trả tiền cho các bạn không? Có nuôi các bạn không? Các bạn bệnh, idol của các bạn có mua thuốc cho các bạn uống không? Hay là ba mẹ của mình phải lo cho mình, phải nai lưng ra lo cho mình? Tôi nói ra những cái câu này tôi chắc chắn sẽ bị phản bác, bị ăn đá khá nhiều đấy. Nhưng mà đây là một cái bức xúc thật sự của tôi vào những ngày qua. Còn cái câu chuyện của thằng em tôi thì bây giờ nó đã đang rất là ổn, đang bắt đầu hồi phục và bắt đầu làm việc lại, viết những bài nhạc thiệt là hay và chuẩn bị cho một MV mới. Một MV khá là hoành tráng luôn. Tôi nghĩ nó sẽ comeback trong một cái thời gian gần đây thôi. Còn về phía bạn của thằng em tôi thì mọi người cũng đừng có phải hoang mang lo sợ, bởi vì cái người quản lý cũng sẽ rút được kinh nghiệm, cũng sẽ biết được bài học, cũng sẽ biết sai, cũng sẽ biết nhận sai, và cũng chưa chắc gì các bạn hiểu bằng người quản lý đó, bởi vì người ta đã nhận nuôi cái cậu bạn của thằng em tôi từ lúc 5-7 tuổi, thì họ sẽ rất hiểu nhau, họ sẽ rất thương nhau và rất là idol nhau, mặc dù chắc chắn vẫn sẽ bị quản thúc như kiểu thằng em tôi, là câu chuyện từ điện thoại, từ Facebook, từ mạng xã hội, từ tức từng tật các mối quan hệ. Nhưng thằng bạn của em tôi nó đã quyết định sẵn sàng chấp nhận cái chuyện đó, thì mọi người không phải lo khi mà người ta đã chấp nhận. Còn nếu không chấp nhận là đã out như thằng em tôi rồi, mọi người không phải lo về chuyện đó. Còn cái câu chuyện mà bỏ trốn rồi xỉu rồi bị nhốt rồi ABCDD, câu chuyện mọi người phải nên tìm hiểu thiệt là kỹ, rồi mọi người hãy nói, hãy lo lắng, hãy tìm tới sự cầu cứu. Mà cầu cứu ai? Cầu cứu công an á, mấy chú, mấy cô. Chứ đừng cầu cứu tôi không có làm cái gì á. Tôi cũng không phải giang hồ, tôi cũng không phải là dân ghê gớm gì đâu. Còn cái câu chuyện mà nhờ giang hồ lại kiếm đàn em tôi thì cũng là công an sẽ giải quyết, nên mọi người không phải lo. Nếu mà mọi người bàn tán những cái câu chuyện đó trên mạng như vậy
thì công an họ cũng sẽ thấy được và họ cũng sẽ có phương án để mà làm việc với những cái bên đó. Mọi người không phải lo về cái câu chuyện đâu nha, mọi người không phải lo. Còn nếu mà sự thật thật sự mà như vậy thì cũng không có vấn đề gì phải lo đó nha. Ai cũng lớn rồi, có suy nghĩ một chút. Thì tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người vậy thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua, ai cũng sẽ có một cuộc sống mới. Chủ yếu là bản thân mình chấp nhận cái cuộc sống của mình hiện tại như thế nào thôi. Thế thôi, tôi chỉ nói như vậy thôi. Ok. Thì tất cả mọi người cũng thấy rồi đó, những bạn fan của thằng em tôi cũng rất là quý, rất là thương khi mà cảm thấy thằng em tôi có được một cái lượng fan hùng hậu và thương thằng em tôi nó đến như vậy. Tôi cũng rất cảm ơn tất cả mọi người, thằng em tôi nó cũng biết cái chuyện mà mọi người quan tâm nó và chờ nó. Thì tôi cũng muốn nói lại tiếp tục thêm một lần nữa là nó ổn nha. Nó đang rất là ok, nó đang ổn, mặc dù những ngày trước thì nó có đi bệnh viện để truyền đạm, truyền nước biển để cho nó khỏe, hồi phục sức khỏe thôi chứ không phải là nhập viện bởi vì bệnh gì ghê gớm sắp chết gì đâu nha. Và bây giờ nó đã ở nhà rồi, thoải mái rồi. Mọi người không phải lo về chuyện đó nữa. Vậy thôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Ok. Nhớ nha, làm gì làm lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho cha mẹ mình trước. Hãy lo cho idol của mình. Bởi vì idol của mình không có sống với mình được cả đời đâu. Họ chỉ phục vụ cho mình về mặt âm nhạc, về mặt giải trí. Ok, à, tôi thích bạn đó bởi vì bạn đó đẹp trai, bạn đó hát hay, bạn đó yêu mến fan của mình, bạn đó sống tình cảm với fan của mình. Ok, thì những cái show của bạn đó đi diễn, nếu như tôi có đủ điều kiện, tôi sẽ mua vé và đi xem, hòa mình cùng cái âm nhạc của họ. Chứ tôi không phải là trời ơi, ơi giờ sao, ôi anh ơi em lo nhiều lắm, em khóc nhiều lắm, em chỉ muốn là tất cả mọi chuyện nó êm đềm thôi. Tại sao ba má mày gây lộn mày không biết lo, ba má mày gây lộn chuẩn bị ly dị thì không biết lo, không biết níu kéo hai người đó lại đi mà lo cho người khác, lớn hết rồi, nói để nói hoài đó. Những cái câu tin nhắn bữa giờ tôi đọc 90% là em lo cho hai người đó quá, em không biết hai người đó như thế nào. Anh ơi, ráng bảo vệ nha, anh bảo vệ cho cả hai người nha. Ông ơi, tôi không phải ba má nó. Tôi không phải ba má, tôi cũng phải bảo vệ, tôi phải cận vệ nó, không trả tôi đồng nào và nó cũng phải quản lý, tôi cũng phải quản lý của nó nữa. Cho nên mọi người không cần phải nhắn tin cho tôi đâu, tôi biết tôi sẽ ăn gạch đá nhiều lắm đấy. Nhưng mà thôi, không sao. Có sao tôi nói vậy, tôi là người thẳng tin và tôi muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Ok, thì mọi người hãy nhớ chăm sóc cho bản thân mình trước, chăm sóc cho gia đình mình trước. Và hãy quan tâm tới những hoạt động nghệ thuật của idol mình, hãy quan tâm tới hoạt động nghệ thuật của idol mình chứ đừng quan tâm đến đời tư của idol mình, là cách tốt nhất để cho các bạn có thể vừa ủng hộ idol của mình một cách tốt nhất mà vừa phải đạo làm con làm người. Ok, vậy đi, bye bye tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, nhớ nha, có chọi gạch đá thì tôi nhận hết, tôi thoải mái nha, bye bye mọi người.